Đồng hồ vang vọng xin kính chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc Verdes. Và đây là một chiếc Verdes đến từ Pháp, còn rất đẹp. Đặc biệt hơn thì đây là một chiếc Verdes có mặt số nổi vàng, kim vàng và quả lắc vàng. Thùng bè, phân đối xứng và chiếc này em đánh giá là còn đẹp đến trên 90%. Xuất sắc luôn các bác nhé. Đây các bác thấy đây là một cái họa tiết đồng này. Mặt số rất đẹp, kính cong càng làm cho cái phần mặt số này nó thêm nổi bật hơn. Ta có một cái logo Verdes ở đây và cái chữ Fancy. Bên dưới ta có một cái kính quả lắc rất đẹp để lộ quả lắc và cái chữ Verdes ở trong thùng kia ra. Bên này người ta làm hai bên hai cái hình cột trụ, nó tạo thêm cái độ vững chắc. Thùng còn rất đẹp các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn. Ở trên góc trên này và dưới này người ta làm hai cái hình gỗ và người ta khoét vào, khoét sâu vào giống nhau để tạo thêm cái điểm nhấn và nó rất là cân xứng nhau như thế này. Đó. Tổng quan em đánh giá là cực kỳ đẹp. Vân đối xứng này. Rồi, em đánh giá mở bên trong. Tất cả mọi chi tiết còn đều rất là đầy đủ các bác nhá. Vít chốt tường, kê lên cót, vít bắt cái đế ngồi, vít chất bắt cái chân chống máy, không thiếu bất cứ một chi tiết nhỏ nào luôn và zin tuyệt đối 100%. Ngoài ra thì vang vọng tặng các bác một cái hộp hút ẩm này, một cái lọ dầu chuyên dụng này và kèm một cái phiếu bảo hành 2 năm. Đó, đây có hướng dẫn sử dụng này, kính cong và cái kính này nó còn nguyên một cái nẹp giữ bằng mây như thế này, bên dưới cũng vậy này, rất đẹp các bác nhé. Thùng bên trong cực kỳ xuất sắc. Rồi em sẽ đây, ở góc này các bác thấy cái mặt số nó rất là đẹp. Em test chuông để các bác nghe luôn. Vừa rồi là 11 giờ điểm, 11 tiếng chuông thông báo. Đây các bác nhìn cái vỏ thùng bên trong này, cực kỳ đẹp, zin tuyệt đối luôn. Thùng tây các bác nhé, gỗ rất là dày. Mời các bác ngắm lại. Ngoài ra bên này em sẽ giới thiệu cho các bác thêm một chiếc tạ khúc nữa. Đây là một chiếc tạ khúc hiển thị lịch trăng sao, rất đẹp. Họa tiết đồng và người ta làm nó bằng cái tính chất trang trí cho nên rất là đẹp các bác ạ. Tạ khúc mã số 01 và đồng hồ mã số là 3 số 5, hay người ta còn gọi là 3 số đó. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.